Ở mong muốn thành lập một quốc gia theo chế độ cộng sản nhằm mang lại độc lập, tự do, công bằng cho người dân. Nên nhớ rằng, xứ Catalan không phải là xứ lạc hậu rừng rú, mà đây là một trong những khu vực phát triển và giàu có nhất của Tây Ban Nha, với số dân 7,5 triệu người, nhưng đóng góp tới 20% GDP của Tây Ban Nha. Việc người dân xứ Catalan muốn đi lên xã hội chủ nghĩa dường như là một sự bất thường theo sự tuyên truyền vốn trước đây của bộ máy tuyên truyền phương Tây. Tại sao lại có nghịch lý này? Chúng ta biết rằng, từ trước đến nay, các phương tiện truyền thông đại chúng ở phương Tây như BBC, RFA, RFI và các trang blog của các tổ chức phản động trong và ngoài nước liên tục ra rã tuyên truyền, vạch ra những sai lầm khuyết điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, cho rằng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa là con đường sai lầm, là kẻ thù của nhân loại. Bằng chứng mà chúng thường xuyên đưa ra là sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu, đặc biệt là sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, một nước từng được coi là cường quốc hàng đầu thế giới, anh cả của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Đồng thời, chúng cũng đưa ra hàng loạt hình ảnh, minh chứng về những khó khăn bất công trong xã hội cộng sản như tham nhũng, đói nghèo, phân biệt giàu nghèo, để khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm và cổ súy cho chủ nghĩa tư bản của phương Tây. Tuy nhiên, khi sự kiện sụp đổ mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu lùi xa, thế giới bước sang kỷ nguyên mới của quá trình toàn cầu hóa, hợp tác quốc tế, chúng ta có cái nhìn mới toàn diện hơn về chủ nghĩa cộng sản. Liệu có giống như bộ máy tuyên truyền của Mỹ và phương Tây? Sau giai đoạn những năm 1990 của thế kỷ 20, thế giới chỉ còn một số ít nước đi theo mô hình chủ nghĩa xã hội: Trung Quốc, Việt Nam, Cuba. Mặc dù ra sức nhòi sọ, bôi nhọ, xuyên tạc, nhưng các cơ quan tuyên truyền của phương Tây vẫn không thể lý giải một cách logic về sự phát triển thần kỳ của Trung Quốc. Chúng cho rằng mô hình kinh tế theo lý luận của Mác Lênin là sai lầm, không phù hợp với thời đại. Vậy làm sao lý giải được sự phát triển của Trung Quốc từ một nước trung bình thấp trở thành cường quốc hàng đầu của thế giới? Nhiều chuyên gia dự đoán chỉ cần 5 năm nữa thôi, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ và trở thành cường quốc đứng đầu thế giới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là nỗi khiếp sợ cho tất cả các nước phương Tây, không chỉ Mỹ. Tuy nhiên, rất khó để ngăn cản khi mối quan hệ kinh tế giữa các bên và hết sức chặt chẽ, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Ngoài ra, phải kể đến những phát triển kinh tế đáng ghi nhận của Việt Nam. Những thành tựu vượt bậc về y học, sinh học của Cuba đưa lại những quyền lợi cho con người và cho người dân các nước. Mặc dù vậy, mặc dù sẽ là khập khiễng khi so sánh với thành tựu của các nước phát triển như Nhật Bản, Đức, Pháp, tuy nhiên, cần phải nhìn việc các nước như Việt Nam, Cuba xây dựng, phát triển đất nước khi trải qua thời gian dài chiến tranh, sự bị bao vây, cấm vận hết sức ngặt nghèo của phương Tây. Lật lại vấn đề, các tổ chức phản động thường xuyên đưa ra sự ưu việt của chế độ tư bản phương Tây, của chế độ đa nguyên đa đảng, khẳng định người dân ở các nước đó luôn được tôn trọng ý kiến của mình, nền kinh tế minh bạch, phát triển. Tuy nhiên, liệu bao nhiêu nước theo chế độ tư bản được như Mỹ, Pháp, Đức, Anh? Nên nhớ rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có 5 nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, còn lại gần 200 nước nữa, hầu hết theo các chế độ tư bản chủ nghĩa đa nguyên đa đảng đối lập. Như vậy, sẽ có hơn 100 quốc gia theo chủ nghĩa tư bản vẫn chìm trong đói nghèo, lạc hậu, bất công, tham nhũng mà không giải quyết được. Vậy, liệu các vấn đề mặt trái của xã hội có phải là bản chất xuất phát từ mô hình xã hội chủ nghĩa hay không? Rõ ràng, với việc người dân Catalan muốn đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thể hiện rõ người dân tiến bộ thế giới hoàn toàn không tin vào những điều xuyên tạc về chủ nghĩa cộng sản mà Mỹ và phương Tây tuyên truyền trước đây. Nó khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa và nhân văn, tiến bộ hơn rất nhiều so với chủ nghĩa tư bản, vốn chỉ phục vụ cho thiểu số những người có tiền.